Ngày 2 tháng 9, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã ký quyết định số 1011 trên quy đề CTN ngày 2 tháng 9 năm 2023, truy tặng huân chương dũng cảm cho Trung tá Trương Hồng Kỳ, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy quân sự thị xã Sông Cầu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên, vì đã có hành động dũng cảm, hy sinh cứu người dân bị đuối nước. Trung tá Trương Hồng Kỳ sinh ngày 2 tháng 9 năm 1981, nhập ngũ năm 2002, quê quán xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu. Trước lúc hy sinh, Trung tá Kỳ sống cùng vợ và hai con ở phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu. Trước đó, chiều ngày 1 tháng 9, trong quá trình kiểm tra tại bãi biển Đồng Bé, thôn Phú Dương, xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu, anh Kỳ phát hiện hai người dân bị sóng biển cuốn xa ra bờ. Trung tá Kỳ đã xả thân vượt sóng dữ bơi ra cứu được cháu T, 15 tuổi, trú tại phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu đưa vào bờ. Dù đã thấm mệt, nhưng khi thấy anh NT, 40 tuổi, cùng ở thị xã Sông Cầu, chưa có người cứu hộ, anh Kỳ tiếp tục bơi ra ứng cứu. Tuy nhiên do sóng dữ khiến cả hai bị cuốn chìm và được người dân cứu đưa vào bờ. Đến 17 giờ cùng ngày, Trung tá Kỳ không qua khỏi, còn anh NT được đưa đi cấp cứu. Cùng ngày, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng đã có quyết định số 88 trên QĐT BQB ngày 2 tháng 9 năm 2023, truy thăng quân hàm trước thời hạn từ thiếu tá lên trung tá đối với đồng chí Trương Hồng Kỳ.